Ba cõi chẳng ai bằng thầy giấy khắp trời người. Cha lành dũng bốn lời quý tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Sơn dương cùng tan tan ức kiếp không cũng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bào tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chê tâm đảnh đề nam mô thần hư không biện pháp dự hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn Pháp hiền thánh tăng thường trụ tam hệ bảo. Chế tâm đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Đinh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ê, tâm đảnh đề nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thiên đàng hải ngạn nữ nhiệt danh hương gia dụ từ mẫu lưỡng vô ương qua đời đặc thanh lương chỉ tâm kiềm tương nhật chủ biến thập phương nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cũng dường Bồ Tát, Nam mô hương cũng dường
Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hiện thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Ấn Đà Đăng Na Đa Ra Dạ Dạ Đa Mô Nga Ri Dạ Bà Đô Kiệt Đề Thượng Bản Ra Gia Bồ Đề Tăng Đô Bà Gia Ma Tăng Đô Bà Gia Ma Ca Đô Ni Ca Gia An Tát Bản Ra Phật Về So Đáng Na Đất Thọ. Nam mô Tân Kiên Lật Đợi Mông A Di Đà Bà Đô Kiết Đề Tất Phật Ra Lần Đàm Bà Nam Mô Na Ra Cấn Đi A Di Ma Hai Bàn Đa Sa Mê Tất Bà Ta Đô Dù Bàn A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phần Đặng Đầu Đa Điệt Tăng A Bà Đô Đô Ca Đề Ca Ra Đế Di A Di Ma Bồ Đề Tăng Đô Tăng bà ma ra ma ra ma ma đi đà dần ngủ lô đôi mong đô lô đô đô phát xa gia đế ma ha phát xa gia đề đà ra địa đi ni thân phần đà gia ra ma phát ma ra mong đề đề khê tất đà xa xâm phật ra xa đời Phật sa văn sam văn đề sa ra ô đô đô ma ra ô đô đô đề ta ra tất đề tất đề tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya ye na đi ya na ra đề đề đi sa ni na ba ya ma na ta ba tất đề ya ta ba ma tất đề ya ta ba tất đề u nghe tất bằng ra ya ta ba A răng đề tam bà ma răng đăng răng tam bà tất ra tăng mục hệ giang tam bà ma tất đà giang tam bà và kiết ra tất đà giang tam bà ba đà ma yên tất đà giang tam bà đà răng đi bằng đà ra giang tam bà ma bà nữ tăng kiết ra giang tam bà nam mô ất đà đắc na đà ra và già nam mô a di đà Bà đô hiện đế thức bàn đa dân tam bà tất điện đồ mạng đa ra bắt đa dân tam bà tất điện đồ mạng đa ra bắt đa dân tam bà tất điện đồ mạng đa ra bắt đa dân tam bà Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Côi lại đắng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật con đi phát nguyện rộng thọ trì kinh vạn Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thái kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp năng thao ngộ ngà kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chương thiệt nghĩa
Nam mô Ông Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi mận chúng sanh, đại hỷ đại xá tế hàm thức, thượng hảo quang minh dị từ nghiêm đệ tử chỉ tâm quy mãn hệ đệ. Ngoài đức thần đầu thánh vương Phật, ê tâm đảnh đề nam mô đại đạo sư Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện hạnh Phật. Tâm đảnh đề nam mô quang minh phấn tấn vương quang minh Phật. Ê tâm đảnh đề nam mô lạc thuyết sơn Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô trụ Phật. Tâm đảnh đề nam mô sư tử điểu phấn tấn Phật. Ê tâm đảnh đề nam mô công đức vương quang minh Phật. Tâm đảnh đề nam mô công đức tràng Phật. Tâm đảnh đề nam mô công đức tác Phật. Tâm đảnh đề nam mô thánh thiên
Phật. Tâm định đề Nam Mô Bảo Tràng Phật. Tâm định đề Nam Mô Kim Cang Hiệp Phật. Chế tâm định đề Nam Mô Nhật Thiết Thắng Phật. An ổn sắc Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Diệu Hạnh Phật. Nam Mô Ba Bà La Ta Già La Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Phật Ba Kế Đầu Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Diệu Sắc Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tu Lô Giá Na Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Lễ Sư Hoặc Đa Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phá Phiền Não Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Diệu Lực Phật. Phụ Hoa Phật.
tâm hệ định đề nam mô Phật gia la Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Thiện Quang Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Thánh Kiết Tượng Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Sư Tử Hoài Đức Phật. Trí Đức Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Bà Na Đa Hương Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Phật Pháp Quán Xưng Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Đế Sa Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Thế Gian Hỷ Phật. Tâm hệ định đề nam mô Quảng Quang Minh Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Bảo Xưng Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Bảo Hoài Đức Phật. Tâm hệ định đề nam mô Phạm Hoài Đức Phật. Chị tâm hệ định đề nam mô Thiện Thinh Phật.
một thiện hòa Phật. Tâm hệ định đề nam mô chân thinh Phật. Tâm hệ định đề nam mô thiện hạnh sắc Phật. Tâm hệ định đề nam mô vì tiểu nhãn Phật. Tâm hệ định đề nam mô công đức sơn Phật. Tâm hệ định đề nam mô vâng thình Phật. Tâm hệ định đề nam mô diệu sắc Phật. Tâm hệ định đề nam mô mạng hoài đức Phật. Tâm hệ định đề nam mô thắng bộ hạnh Phật. Tâm hệ định đề nam mô thế gian cầu Phật. Tâm hệ định đề nam mô hàng phục oán Phật. Tâm hệ định đề nam mô cúng dường Phật. Tâm hệ định đề nam mô hỷ trang nghiêm Phật. Tâm hệ định đề nam mô xá thi kê đâu Phật.
Phật nhược công đức quang Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Đại oai đức Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô đặng bảo cái Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Na La Diên Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô thành tựu hạnh Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Lý ưu Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Vô cấu hỷ Phật Nam mô Vô cấu quang minh Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Hậu kiên cố Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Vô cấu văn vương Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô Vô cấu tỷ Phật Thế tâm mẹ định đề Nam mô nghĩa thành tựu Phật Thế tâm mẹ định đề
Thiên Vương Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Hư Không Bồ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Diệu An Trí Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Pháp Bảo Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Bất Không Kiến Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Nan Hàng Phục Quang Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Nguyệt Quang Phật. Đề Nam Mô Đại Nguyệt Quang Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Quang Minh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Bảo Thắng Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Quán Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Số Kiến Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thông Chướng Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Thiện
tái thanh tịnh vô cấu thành tựu vô biên công đức thắng vương Phật. Bảo thắng vô cấu vương kiếp Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô đề nhất nhiên đăng Phật. Công đức bảo thắng Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô vô cấu quang minh Phật à. Lạc thuyết trang nghiêm Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô vô cấu nguyệt kế đâu xưng Phật à. Câu tô ma trang nghiêm Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô hóa bộ Phật à. Báo thượng Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô vô úy oán Phật à. Nam mô sư tử phấn tấn Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô đi bố úy Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô bất khiếp nhược lý kinh bố Phật à.
can oai đức Phật. Nam mô Phạm Thắng Thiên Vương Phật. Nam mô Thiện Nguyệt Phật. Chế tâm mẹ định đề Nam mô Quang Minh Vương Phật. Kế đầu xưng Phật à. Chế tâm mê đảnh đề Nam mô Diêm Phù Quang Minh Phật. Đa Ma La Bạc Chiến Đàn Hương Phật à. Chế tâm đảnh đề Nam mô Bất Động Phật à. Di Lưu Anh Sơn Hở Phật à. Xin đem nhân duyên công đức đề Phật này nguyện được thân tra nghiêm trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật tướng tốt tùy hình, tùy tiếng nói chúng sinh mà thuyết pháp mà. Đệ tử và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh
Bồ Tát. Tường Bồ Tát Nam Mô Tiểu Tài Giáng Kiết
Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Thì những gì quá màn diệt thì dám như thiều thủy ngư ở tư hữu hà lạc. Đại chúng đường cần tinh tấn như cứu đầu diễn đáng niệm vô thường thần Phật. Phóng vật tự chúng đáng tùy thuận thu tập mà phổ hiền Bồ Tát cái thập chúng đại nguyện nhật gia đề kính chư Phật nhị gia sinh tán như lai tam già quán tu cũng dường à từ gia sám hội nghiệp dương ngủ gia thủy hỷ công đức đục gia tình chuyên pháp đơn à thật gia tính Phật trụ thế bát gia thường thủy Phật học cứu gia hàng thân chúng sanh à thập gia phổ dài hồi hướng à để Phật công đức thù thắng hành à vô biên tăng phước dài hồi hướng à Phổ nguyện pháp giới trừ chúng sanh tóc vãng vô lượng quang Phật sát na nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu phổ nguyện thời chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung à cửu phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh đệ bất tối Bồ Tát vi bàn lữ nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết kỳ ngà đừng giữ chúng sanh dài công thành Phật đạo từ quý Phật đương huyền chúng sanh thế giới đại đạo phản vô thượng tâm từ quý Pháp đương huyền chúng sanh thâm nhập kinh tàng trí tuệ như hải từ quý tăng đương huyền chúng sanh thông đi đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật